Phạm Văn Nguyễn tái xuất đá cặp với Công Vinh đối đầu đội bóng huyền thoại Dortmund. Trận giao hữu giữa đội các ngôi sao Việt Nam, Vietnam All Stars với đội các huyền thoại của câu lạc bộ Borussia Dortmund diễn ra vào 19 giờ ngày 28 tháng 9 tới trên sân Thống Nhất. Đội Việt Nam All Stars bao gồm các cựu danh thủ bóng đá như Lê Huỳnh Đức, Văn Nguyễn, Công Vinh, Quốc Vượng cùng Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng và các ngôi sao giải trí như rocker Phạm Anh Khoa, ca sĩ Hoàng Bách. Đội huyền thoại câu lạc bộ Dortmund là tập hợp những danh thủ một thời của đội bóng hàng đầu nước Đức như Julio Cesar, Marcel Sielzer, Norbert Dickel và nhiều huyền thoại khác. Giám đốc quan hệ quốc tế và đối tác thương mại câu lạc bộ Dortmund, Bindi Kaskol chia sẻ, những năm gần đây, Dortmund đã có được nhiều bước phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Sự hợp tác gần gũi với các đối tác và người hâm mộ tại Việt Nam là rất quan trọng đối với chúng tôi.